Tháng 8 năm 2022, 713 phụ huynh ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã tham gia xổ số để giành chỗ cho con cái 3 tuổi của họ tại các nhà trẻ công lập. Trong 2 tuần liền, Ngọc Anh không thể ngủ ngon vì lo lắng về việc đăng ký cho con. Anh sinh ra tại làng Tư Kỳ, nơi cũng có nhà trẻ Hoàng Liệt, vì vậy cô nghĩ việc quyết định bằng xổ số là vô lý. Vì người dân từng quyên góp đất để xây dựng trường học, các con của họ nên được ưu tiên, cô nói. Nhưng phụ huynh không được quyền tham gia quyết định, đây là cách duy nhất để đảm bảo công bằng khi số lượng ứng viên gấp đôi khả năng của trường vào thời điểm đó. Trường mẫu giáo Hoàng Liệt chỉ có thể tiếp nhận 333 trẻ 3 tuổi vào thời điểm đó. Trong năm 2012, phường Hoàng Liệt có khoảng 30.000 dân, nhưng số này đã tăng vọt lên 92.000 người sau 10 năm, biến nó trở thành phường đông dân nhất thủ đô. Năm ngoái, có khoảng 8.150 trẻ mẫu giáo ở phường, nhưng chỉ có một trường công lập. Ngoài ra còn có 5 trường tư và 79 lớp học chạy nhà. Trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 18% nhu cầu, vì vậy phần còn lại của trẻ em phải tìm nơi khác. Đối với năm học năm 2023 đến năm 2024, phường có khoảng 5.800 trẻ mẫu giáo, nhưng chỉ có 620 chỗ trong trường công lập, chưa đến 10%. Việc quyết định bằng xổ số có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Ở cấp tiểu học, hơn 8.000 học sinh được phân vào 3 trường công lập, Hoàng Liệt, Chử Văn An và Linh Đàm. Mỗi lớp học có đến hàng trăm học sinh, với không gian học tập hạn chế và sự cạnh tranh gay gắt để tìm được chỗ trong trường công lập. Liệu có nên ở trung tâm quận Đống Đa hay ngoại ô quận Hoài Đức? Đó là câu hỏi mà Phan Văn Tài mất 4 năm để có câu trả lời. Gia đình ba thế hệ của anh đã tranh cãi không ngừng trong những tháng cuối năm 2021 trước khi quyết định chuyển ra khỏi ngôi nhà cạnh ga Hà Nội để đến khu ngoại ô cách xa 18 km. Tài đã mua căn hộ tại dự án An Khánh vào năm 2012, khi anh cảm thấy có cơ hội để phát triển. Sau nhiều năm sống tại quận Đống Đa, nơi có mật độ dân số cao nhất thủ đô, Tài muốn chuyển đến ngoại ô để thư giãn. Anh đã hy vọng ngôi nhà mới, được quảng cáo là có đầy đủ tiện nghi, cùng với các khu vườn và ao hồ, sẽ là một nơi lý tưởng để mẹ 75 tuổi của anh cải thiện sức khỏe. Mỗi người đều có những lo ngại riêng. Thay đổi nơi sống không phải chuyện dễ dàng, Tài nói. Thêm vào đó vợ anh không muốn chuyển đến ngoại ô do phải di chuyển xa. Khi còn ở ngôi nhà cũ trên phố Trần Quý Cáp ở Đống Đa, chỉ mất 10 phút để đưa con cái đến trường và 15 phút đến nơi làm việc. Nhưng sau khi chuyển đến Hoài Đức, cô ấy mất hơn 1 giờ trên đường để đi bằng xe buýt đến nơi làm việc. Và các xe taxi là tùy chọn duy nhất vào những ngày mưa, chi phí cho hành trình 20 km là hơn 300.000 đồng. Đại lộ Thăng Long mất 8.000 tỷ đồng, 336,8 triệu đô la Mỹ để xây dựng. Là điểm nhấn của cơ sở hạ tầng giao thông nối liền thành phố vệ tinh Hòa Lạc và các quận khác như Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất với trung tâm Hà Nội. Do nhà của anh nằm gần cuối của tuyến đường, Tài phải ra khỏi nhà khoảng 1 tiếng sớm để đến nơi làm việc tránh tắc đường. Sự chênh lệch về hạ tầng giữa trung tâm thành phố và khu ngoại ô đã khiến cho Tài và nhiều người khác do dự về việc rời bỏ trung tâm thành phố. Cuối cùng, Tài và vợ quyết định chuyển đến ngoại ô trước, trong khi con trai ở lại ngôi nhà cũ để di chuyển ngắn hơn đến trường đại học. Nhiều hàng xóm của Tài, sau khi chuyển đến An Khánh, đã bán nhà để quay lại trung tâm thành phố. Không thể đáp ứng nhu cầu. 15 năm trước, khi dự án mở rộng Hà Nội, hợp nhất tỉnh cũ Hà Tây được đưa ra Quốc hội, một trong những lý do cho việc mở rộng là do hạ tầng không thể đáp ứng được tốc độ đô thị hóa, đầu tư và tăng trưởng dân số. Những thay đổi được thực hiện vào tháng 8 năm 2008 đã mở rộng diện tích Hà Nội lên 3,6 lần. Kể từ đó, dân số thủ đô đã tăng 80%, biến Hà Nội thành thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới. 3 năm sau đó, kế hoạch quy hoạch đô thị tổng quát Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được lập ra để giới thiệu thêm không gian trong thành phố và giảm bớt gánh nặng cho hạ tầng. Thành phố nhằm quản lý sự gia tăng dân số bằng cách di dời người dân ra xa khỏi khu trung tâm. Trước tiên là giảm dân số của 4 quận trung tâm, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng từ 1,2 triệu xuống còn 0,8 triệu người. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, 4 quận này vẫn có hơn 1 triệu người. Một báo cáo dân số Hà Nội dự kiến dân số thủ đô sẽ đạt 7,5 triệu vào năm 2020, nhưng hiện tại, dân số Hà Nội đã đạt 8,5 triệu. 12 quận trung tâm của Hà Nội chỉ chiếm 9% diện tích tổng thể của thành phố, nhưng lại chứa đựng hơn 30% dân số của Hà Nội. Mật độ dân số hiện tại của Hà Nội đạt 22.000 người, PM2, gấp đôi so với thời kỳ trước khi mở rộng. Riêng quận Hai Bà Trưng có mật độ dân số lên tới 29.000 người, PM2, trong khi quận Đống Đa đạt 37.800 người, PM2, nằm trong những quận có mật độ dân số cao nhất thế giới. Hành chính Hà Nội cho biết mật độ dân số cao do sự đổ xô của người nhập cư, gây gánh nặng cho hạ tầng thành phố như trường học,
bệnh viện và nhà ở. Trong khi dân số khu trung tâm Hà Nội tăng nhanh, tốc độ phát triển hạ tầng lại rất chậm so với nhu cầu và kỳ vọng của thủ đô. Như ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã nói, Hà Nội đã thất bại trong việc thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT, trong khi các tuyến đường sắt điện ngầm liên tục bị chậm tiến độ. Thành phố chỉ có tuyến đường sắt điện ngầm Cát Linh - Hà Đông, dài 12 km và có khả năng chở 32.000 hành khách mỗi ngày. Khả năng vận chuyển công cộng của Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 17% nhu cầu của thành phố, mặc dù kế hoạch ban đầu là đáp ứng 35% nhu cầu vào năm 2020. Do khả năng giao thông công cộng của thành phố không đáp ứng được, số lượng phương tiện cá nhân đã nhanh chóng tăng. Trong thập kỷ qua, số lượng ô tô tại thành phố đã tăng gấp 3 lần, từ 389.000 xe lên đến hơn 1 triệu, trong khi số lượng xe máy đã tăng từ 4,2 triệu lên 6,5 triệu. Trung bình, với mỗi 1,3 người ở Hà Nội, có một người sở hữu một chiếc xe máy. Con số này chưa tính đến việc có khoảng 1,2 triệu phương tiện khác đang đổ vào thủ đô từ các địa phương khác, trong khi đó, tổng chiều dài các đường phố tại thủ đô chỉ tăng lên 1,3 lần. Hà Nội, khó khăn trong giải phóng không gian giao thông. Hà Nội đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng tăng tại các tuyến đường vòng và tuyến đường trung tâm, mặc dù số lượng điểm tắc nghẽn đã giảm 70% trong 10 năm qua, theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Giao thông Hà Nội. Viện Chiến lược Giao thông và Phát triển tính toán rằng ùn tắc giao thông có thể khiến Hà Nội mất khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm. Trần Hữu Minh, trưởng Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết từ năm 1954 đến nay, thành phố đã phải điều chỉnh quy hoạch đến 7 lần, nhưng mật độ dân số ở khu trung tâm vẫn tiếp tục tăng, khiến mật độ dân số Hà Nội trở thành một trong cao nhất thế giới. Đồng thời, diện tích dành cho giao thông, bãi đỗ xe, vỉa hè và các mục đích công cộng khác vẫn còn thấp. So với đó, các thành phố ở Bắc Mỹ sử dụng 35-40% tổng diện tích đất cho không gian công cộng như vỉa hè hoặc bãi đỗ xe. Con số cho các thành phố châu Âu và một số thành phố hiện đại ở châu Á là 20-25%. Mặc dù hệ thống giao thông công cộng của những thành phố này đã phát triển so với phần còn lại của thế giới, nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ diện tích dành cho giao thông ở Hà Nội chỉ chiếm 8-10% so với tổng diện tích đất đô thị, trong khi kế hoạch ban đầu là đạt 20-26% vào năm 2020. Nhằm giảm gánh nặng cho cơ sở hạ tầng đô thị, các cơ quan quy hoạch đô thị Hà Nội muốn di rời các nhà máy, văn phòng, trường đại học và cơ quan trung ương ra xa khu trung tâm. Nhưng kế hoạch này đã tiến triển rất chậm. Hà Nội, kế hoạch đô thị Hà Nội chậm triển khai, đối mặt với áp lực hạ tầng. Kế hoạch cho các trụ sở bộ, ngành tại khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây vừa được công bố vào cuối tháng trước, 12 năm sau khi kế hoạch quy hoạch đô thị Hà Nội được công bố. Dự án Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị dành cho các trường đại học, nhưng đến nay, chỉ có Đại học FPT và Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu vực này. Một số công ty và nhà máy sẵn lòng di rời ra khu vực ngoại ô nhưng lại được thay thế bằng các khu căn hộ và trung tâm mua sắm, gây thêm áp lực lên hạ tầng. Một trong những kế hoạch đáng chờ đợi nhất để giảm mật độ dân số là việc tạo ra 5 thành phố vệ tinh, Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Tuy nhiên, những thành phố vệ tinh được gọi là này đã bị mắc kẹt trong thế giới đòi hỏi nhiều hơn một thập kỷ, không có cơ chế quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư, cũng như chính sách khuyến khích người dân đến các khu vực này. 15 năm sau khi Hà Nội mở rộng, mặc dù đã có nhiều thay đổi, một số tiêu chí quy hoạch ngoại ô đã lỗi thời. Thành phố ngày càng có nhiều người dân hơn, với sự phát triển không đồng đều, tiến độ chậm chạp của các thành phố vệ tinh và hạ tầng không đủ tiến bộ. Do đó, Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng và đã được phê duyệt các điều chỉnh kế hoạch đô thị cho đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065. Trong khi đang chờ đợi kế hoạch đô thị mới được triển khai, các quận phải tự xử lý vấn đề quá tải.